Cập nhật tình hình Covid-19 thành phố Cần Thơ. Bản tin trưa ngày 24 tháng 11, tính đến 12 giờ Cần Thơ ghi nhận 500 ca nhiễm mới. F1 và F2 liên quan đang tiếp tục điều tra truy vết. Các trường hợp nhiễm Covid-19 được ghi nhận cụ thể ở các quận, huyện sau. Quận Ninh Kiều ghi nhận số ca cao nhất với 241 ca nhiễm mới, trong đó phường Cái Khế 7 ca, phường Tân An 57 ca, phường Hưng Lợi 57 ca, phường An Bình 39 ca, phường An Hòa 5 ca, phường Xuân Khánh 34 ca, phường An Khánh 10 ca, phường An Cư 20 ca, phường Thới Bình 11 ca, phường An Phú 1 ca. Quận Bình Thủy ghi nhận 52 ca nhiễm mới, trong đó phường Trà Nóc 1 ca, phường Bình Thủy 5 ca, phường Long Hòa 11 ca, phường An Thới 17 ca, phường Thới An Đông 4 ca, phường Long Tiền 7 ca, phường Trà An 4 ca, phường Bùi Hữu Nghĩa 3 ca. Quận Thốt Nốt ghi nhận 10 ca nhiễm mới, trong đó phường Thốt Nốt 5 ca, phường Trung Nhất 1 ca, phường Thới Thuận 2 ca, phường Thuận Hưng 2 ca. Quận Ô Môn ghi nhận 8 ca nhiễm mới, trong đó phường Phước Thới 4 ca, phường Châu Văn Liêm 3 ca, phường Thới Long 1 ca. Quận Cái Răng ghi nhận 61 ca nhiễm mới, trong đó phường Hưng Phú 20 ca, phường Phú Thứ 21 ca, phường Lê Bình 5 ca, phường Hưng Thạnh 12 ca, phường Tân Phú 1 ca, phường Thường Thạnh 2 ca. Huyện Thới Lai ghi nhận 8 ca nhiễm mới, trong đó xã Thới Thạnh 1 ca, thị trấn Thới Lai 5 ca, xã Trường Xuân B 2 ca. Huyện Phong Điền ghi nhận 7 ca nhiễm mới, trong đó xã Giai Xuân 3 ca, xã Nhân Nghĩa 1 ca, xã Trường Long 1 ca, xã Mỹ Khánh 2 ca. Huyện Cờ Đỏ ghi nhận 16 ca nhiễm mới, trong đó thị trấn Cờ Đỏ 10 ca, xã Thạnh Phú 4 ca, xã Thới Xuân 1 ca, xã Trung An 1 ca. Ngoài ra, thành phố Cần Thơ còn ghi nhận 18 ca nhiễm về từ tỉnh, thành phố khác gồm tỉnh An Giang 2, tỉnh Vĩnh Long 3, tỉnh Hậu Giang 3, tỉnh Sóc Trăng 1, tỉnh Đồng Tháp 2, tỉnh Kiên Giang 1, tỉnh Cà Mau 1, tỉnh Bạc Liêu 5. Tính từ ngày 8 tháng 7 năm 2021, đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận 19.586 ca nhiễm, đã truy vết 27.066 F1, 13.450 F2 liên quan, đã điều trị khỏi 9.692 trường hợp. Kênh sẽ cập nhật khi có thông báo mới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.